cuộc chiến cung đình, Tô Lâm và Bộ Công an sẽ thắng hay bại. Sự tùy tiện trong việc tuân thủ pháp luật cũng như điều lệ của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo nên một hình ảnh rất xấu về một đảng chính trị duy nhất hợp pháp đang cầm quyền Việt Nam hiện nay. Tổng Trọng tự cho mình là trường hợp đặc biệt để bám ghế Tổng Bí thư, trong khi điều lệ của Đảng đã quy định rất rõ về độ tuổi, tiêu chuẩn sức khỏe của người đứng đầu. Ngoài ra, vào năm 2013, ông Trọng còn tùy tiện khi đưa ra chủ trương xây dựng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tiêu cực ở Trung ương. Đây được cho là một quyết định trái pháp luật, trà đạp đến hiến pháp của Việt Nam. Đó cũng là lý do vì sao mới đây trên mạng xã hội lan truyền ý kiến phản kháng của cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong cuộc họp Bộ Chính trị vào ngày 18 tháng 4 đối với việc xem xét kỷ luật ông. Theo đó, ông Vương Đình Huệ phát biểu như sau: chính các đồng chí đang ngồi trên pháp luật, khi đất nước có hiến pháp, có các bộ luật, nhưng ngày 1 tháng 2 năm 2013 lại thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Các đồng chí không lấy hiến pháp làm kim chỉ nam mà lại thực hiện theo cảm tính, yêu, ghét, biến cơ quan tố tụng thành nơi mua bán công lý, để rồi bắt bớ kết án tùy tiện, không dựa vào chứng cứ khoa học mà theo lời khai đã được sắp xếp có kịch bản, nhằm làm cho người bị hại vô tội. Tôi hỏi các đồng chí có đất nước nào trên thế giới theo chủ nghĩa xã hội mà áp dụng luật rừng như chúng ta nữa hay không? Chúng ta đang tạo ra một nhà tù dự bị do chính chúng ta và con cháu chúng ta. Và mới đây nhất, trên trang Facebook của Trương Huy San là một nhân vật nổi tiếng, lâu nay vốn vẫn ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng, cuối cùng cũng phải cay đắng chỉ ra sai lầm của ông Trọng. Theo đó, trong bài viết Những suy nghĩ không rời rạc, ông Trương Huy Đức, tức là Trương Huy Sang, đã viết như sau: ngay cả những tổng bí thư bị coi là bảo thủ nhất như Đỗ Mười hay Lê Khả Phiêu sau hiến pháp 1992 cũng đã phải chuyển dần từ một chế độ đảng trực trị sang chế độ đảng cầm quyền thông qua nhà nước. Việc tái lập các ban của Đảng thời Nguyễn Phú Trọng là một bước lùi về chính trị. Nếu như người am hiểu về nhà nước pháp quyền biết cách ông trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh ngồi sau cánh gà các phiên tòa lãnh đạo án như thế nào, chắc chắn họ sẽ vô cùng thất vọng. Song rất tiếc, đa số người dân ở Việt Nam hiện nay không biết được sự thật vốn đã tồn tại ở một số đông ca ngợi, thậm chí là tôn vinh ông Trọng, coi ông là người hùng chống tham nhũng. Tương tự như với cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, lấy lý do Tổng Trọng quá tham quyền cố vị, cương quyết không chịu nhả chiếc ghế mà ông đang ngồi. Nếu ông Trọng còn làm Tổng Bí thư thì trong danh sách nhân sự kế nhiệm sẽ không có tên ông Tô Lâm. Những tính toán thiếu chín chắn và cơ sở pháp lý nêu trên đã khiến cho đại tướng là cựu Bộ trưởng Bộ Công an thất bại toàn tập, thậm chí là có thể trắng tay. Tổng Trọng hầu như không phải động chân, động tay, chỉ bằng mấy nước cờ đã xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục. Quyết định đưa đại tướng quân đội Lương Cường ngồi vào ghế thường trực Ban Bí thư ngay lập tức đã khiến ông Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an phải thay đổi thái độ. Thay vì tự ý làm loạn, lạm dụng quyền lực kiểu tiền trảm hậu tấu như trước đây, nay đã trở nên trật tự hơn và vâng lời hơn các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, điều này không biết có được lâu hay không. Hơn thế nữa, sự thất bại của ông Tô Lâm càng chứng tỏ cho thấy sự chuyển biến cũng như xử lý tình huống của ông Trọng. Ông Trọng đã đẩy Tô Lâm vào phe cánh, trở thành lực lượng đối đầu với phe quân đội, vốn dĩ là lực lượng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của số đông dân chúng. Điều này khiến quân đội khác hẳn với công an là lực lượng còn đảng còn mình. Thực chất là một lũ cưu binh đang trên đà mất kiểm soát. Đó là chưa kể tới việc Bộ Quốc phòng sẽ ra tay khi cần thiết. Không những thế, sai lầm của Tô Lâm bỗng chốc đã phong thánh cho Tổng Trọng, đưa ông Trọng từ một kẻ tham nhũng quyền lực bám ghế cố vị trở thành người anh hùng cứu đảng. Rõ ràng ông Tô Lâm đã bị ông Tổng và phe cánh gài bẫy để trở thành một kẻ vì tham vọng quyền lực, kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để tranh thanh trừng các đồng chí của mình, vốn là những ứng viên tiềm năng cho ghế Tổng Bí thư mà ông Tô Lâm đang muốn vươn tới. Quan trọng hơn nữa, vô tình ông Tô Lâm đã giúp cho Tổng Trọng ung dung bước vào nhiệm kỳ bí thư lần thứ tư tới đây. Trong cuộc chiến cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thất bại hay thành công của ông Tô Lâm Bộ Công an đang còn là một câu hỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin cuộc chiến cung đình Tô Lâm và Bộ Công an sẽ thắng hay bại. Vì sao tương lai và số phận chính trị của Tô Chủ tịch đang rất xấu? Sau khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngồi với chiếc ghế Chủ tịch nước đã có không ít ý kiến quan ngại về tương lai chính trị của ông. Có những ý kiến bi quan cho rằng
thời gian tại vị của ông Tô Lâm trên cương vị mới có thể tính bằng tháng. Trên thực tế, với kinh nghiệm lọc lõi của một chính khách đầy thủ đoạn, Tổng Trọng đã vô hiệu hóa sự nổi loạn của Bộ trưởng Bộ Công an hết sức chóng vánh và đầy hiệu quả. Từ một ông bộ trưởng đầy quyền lực, bắt bớ khắp nơi, thậm chí bắt sống các ủy viên Trung ương Đảng tại các nơi, tỉnh thành trong cả nước, thì nay ông Tô Lâm đã bị điều đi chỗ khác. Quyết định của ông Trọng thẳng tay loại bỏ không thương tiếc Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, một nhân vật thân cận với ông, để thay thế bằng Đại tướng Lương Cường là hết sức đúng đắn. Tổng Trọng quyết định khôi phục và nâng cao vị thế của quân đội để làm đối trọng và kiểm soát lực lượng công an, đang có dấu hiệu thách thức quyền lực của ông ngày một nhiều hơn. Truyền thông nhà nước vào ngày 25 tháng 5 đưa tin Bộ Quốc phòng đang tiến hành điều tra vụ án hình sự liên quan đến những vi phạm về bàn giao đất ở sân bay Nha Trang cho tập đoàn Phúc Sơn. Công ty này có một loạt các sai phạm về đấu thầu ở các địa phương khác như Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, khiến hàng loạt quan chức cấp cao ở hai tỉnh này cũng bị khởi tố và bắt giam. Tờ báo Việt Nam Express Online có cùng ngày cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phân công các đơn vị cung cấp hồ sơ các khu đất tại sân bay Nha Trang cũ sau khi cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vào cuộc, với mục đích điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai khi bàn giao đất quốc phòng tại sân bay này. Theo đó, vào năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã kết luận có 6 dự án hình thức xây dựng chuyển giao có sai sót, vi phạm. Cụ thể, vào năm 2016, Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 62 hectare đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho địa phương quản lý. Phần diện tích này được Khánh Hòa bàn giao cho tập đoàn Phúc Sơn làm dự án khu đô thị dọc theo hướng phân lô bán nền. Theo nguồn thạo tin, cơ quan điều tra hình sự của Quốc phòng đã vào cuộc điều tra công ty Xuân Cầu của gia đình ông Tô Lâm và đã liên danh với công ty Cityland, một công ty sân sau của ông Đại tướng Phùng Quang Thành, với số góp vốn áp đảo của công ty Xuân Cầu lên đến 85%. Do các sai phạm của công ty Cityland liên quan đến quân đội cho nên, về thẩm quyền, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng có quyền thụ lý điều tra một cách hoàn toàn hợp pháp. Hơn nữa, Cityland liên quan đến công ty Xuân Cầu nên vụ việc có thể mở rộng điều tra đến các hoạt động kinh doanh và đầu tư khác của tập đoàn này. Theo giới quan sát, phải chăng đây là gót chân asin của Tô Đại tướng và chuyện chuyên khởi tố doanh nghiệp sân sau của cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để đốn ngã thế lực chống lưng có thể cũng được áp dụng trong tình huống và trường hợp này đối với công ty Xuân Cầu và cá nhân ông Tô Lâm. Trong thời gian gần đây, bối cảnh chính trị thượng tầng rất bất ổn. Trên mạng xã hội đã loan truyền nhiều bài viết của công ty thương mại dịch vụ Xuân Cầu của gia đình ông Tô Lâm do ông Tô Dũng là em trai cựu Bộ trưởng Bộ Công an điều hành. Theo nhà báo Đồng Phụng Việt, Xuân Cầu Holding là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản cao cấp bao gồm nhà vườn, biệt thự ở Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định. Mỗi dự án có diện tích từ vài chục đến vài trăm hecta và vốn đầu tư từ hàng trăm đến hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tỷ. Ngoài ra, Xuân Cầu Holding còn là chủ nhiều tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn Resort Sun Gold và có tiếp tục rơi vào nhiều lĩnh vực năng lượng tái tạo bằng cách liên kết với một số tập đoàn nước ngoài để xây dựng các nhà máy điện mặt trời ở Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Thuận, Quảng Trị. Đáng chú ý, Xuân Cầu Holding vẫn được xếp vào hàng kín tiếng, nhưng chỉ tính riêng giá trị khối tài sản trong lĩnh vực bất động sản của công ty này đã lên tới hàng tỷ đô la. Vẫn theo ông Đồng Phụng Việt, nếu không có ông Tô Lâm chống lưng, Xuân Cầu không thể lớn mạnh đến như vậy được. Những điều vừa kể trên cho thấy Chủ tịch nước Tô Lâm đã và đang ở trong tình trạng thập diện mai phục. Hơn nữa, trước đây, công luận vẫn cho rằng quân đội luôn đứng bên ngoài mọi tranh chấp phe phái trong đảng. Nhưng rõ ràng đến nay, điều đó đã không còn đúng nữa. Khả năng cao là Bộ Quốc phòng đã cho cơ quan có thẩm quyền lôi vào cuộc để lật lại hồ sơ đối với ông Tô Lâm. Điều đó chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tương lai và số phận chính trị của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao tương lai và số phận chính trị của Tô Chủ tịch đang rất xấu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.